Mình đã cố tình không thả tim hay đả động gì đến comment của channel mình suốt 2 tuần qua. Really nigga. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mel TV. Okay, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu tiết mục thử thách nha. Thử thách để coi hôm nay là challenge gì đây. Những bạn nào thường hay theo dõi kênh YouTube của tôi từ lúc mà mới làm ra tới giờ thì chắc chắn các bạn sẽ biết là tôi rất là chăm thả tim comment của viewer. Nhưng mà khoảng một tuần nay chắc chắn nếu bạn nào hay theo dõi tôi sẽ phát hiện ra là gần hơn một tuần nay tôi không trả lời comment, cũng không thả tim comment nữa. Các bạn có cảm thấy thất vọng gì tôi không? Chắc là giờ chỉ đi chảnh rồi, hay là chỉ khinh tụi mình rồi, hay là nọ. No nha. Mình đã cố tình không thả tim hay đả động gì đến comment của channel mình suốt 2 tuần qua. Ok, thì nói tới đây thì các bạn đã hiểu là hôm nay thử thách của mình là gì rồi đúng không? Thử thách hôm nay của mình sẽ là trả tim cho viewer. Yeah. Thì nghe thì đơn giản đúng không các bạn? Mình cũng mới đầu mình nghĩ ra cái thử thách này, mình cũng thấy nó đơn giản quá. Không biết là cái khả năng mà cái thử thách này nó khiến cho các bạn tâm phục khẩu phục thì không biết có không. Nhưng mà mình cứ thử thôi. Bây giờ là 3 giờ sáng. Trong 24 giờ mình sẽ thả tim hết các comment mà của channel mình. Những video clip nào của channel mình bỏ sót từ tuần trước tới giờ không thả tim, mình sẽ thả tim hết trong 24 giờ nha. Thì bây giờ đã là 3 giờ rồi. Cố gắng lên, chắc là dễ thôi. Trời ơi, channel tôi đâu có nhiều comment lắm đâu. Mình làm thử thách này là các bạn có thể check được coi là mình có gian lận hay không nha. Tại vì bây giờ mình bắt đầu trả lời thì nó sẽ hiện noti cho các bạn thôi. Làm chứng cho tôi từ giờ đến 3 giờ sáng ngày mai tôi có trả lời được hết không ta. Ok, đây là cái giao diện channel YouTube của tôi. Các bạn nào đang subscribe tôi thì quá quen thuộc rồi đúng không? Còn ai chưa subscribe thì nhớ subscribe liền nha. Kế bên còn có cái chuông nữa đó, ấn hết vô. Bây giờ tới đây là đủ rồi. Bây giờ mình bắt đầu thử thách thôi nè. Không biết là mình bắt đầu miss comment từ lúc nào ta. Đó rồi, mình nhớ là tuần trước. Ok, mình sẽ bắt đầu từ video clip 24 giờ cùng YouTube 1 triệu sub là Osusu đó. Yeah. Trong lúc mình trả lời comment mình sẽ bật clip để cho coi như là tăng view giùm mình luôn, tự mình tăng view mình luôn. Bình thường mình sẽ thả tim viewer theo kiểu là chọn là sếp mới nhất sếp trước nè, xong mình sẽ trả lời từ trên xuống dưới. Đây, tìm. Mèo hồi xưa ít nói, giờ nói nhiều dễ sợ và khùng hơn. Tôi ít nói á, thì kêu là chị làm clip mà chị nói nhỏ, chị nói ít quá thì không được. Còn tôi nói nhiều thì chửi tôi khùng. Đúng là dâu trăm họ. Khoan đã, để tôi thử tính trước coi là có bao nhiêu clip là tôi phải trả lời nha. Từ tuần trước đó rồi. Clip thử thách mém bể thận ở bên Osusu 24 giờ là 1000 nhận xét một rồi. Clip 3 giờ sáng ở sân bay 634 comment. Nhật ký đi ăn, nhật ký đu trai với Nabi là 466 comment. Bài học 100k là 468 comment. Trò chơi ngược về quá khứ là bao nhiêu đây? 1001 comment. Clip chơi ngu hướng dẫn cắt tóc, trời ơi cái clip này đau khổ quá, là 1001 comment luôn. Phần 1 đi bộ 18 cây số là 487 comment. Thử thách đi bộ phần 2 18 cây số 1003 comment. Wow, cái clip này comment nhiều đó. Clip thử thách phối quần áo 3 phong cách là 600 comment nè. Clip chơi getting over x là 300 comment. Clip của Man Thông là 550 comment. Rồi clip mới nhất là clip reaction Katana của Nabi là 370 comment. Ok, đó. Mấy bạn tự tính giùm tôi nha. Tôi là biến cộng lắm. Ủa sao nhiều vậy ta? Oh my god. Tôi cứ tưởng là nó ít lắm chứ. Cỡ 4. Nãy tôi còn nói là tưởng 400 mấy nên 300 đúng không? Chết mẹ sao mấy ngàn lận. Chết cha rồi, vậy sao thả tim trong 24 giờ ta? Chết mẹ, chơi ngu nữa rồi. Thôi, đã lỡ rồi. Đã nói là làm hiểu không? Nói chung là châm ngâm của tôi mà mấy bạn cũng biết rồi. Nói là làm. Ok, chiến thôi. Cố gắng lên. Cuối cùng mình cũng trả lời được hơn 1000 cái comment của cái clip
24 giờ dây tơ hồng với bắp nè. Mệt quá, mới có một clip thôi đó mọi người ơi. Trời nó đã kiểu gần sáng rồi hay sao, tôi thay cảm thấy nó hơi sáng hơn hồi nãy mà tối. Bây giờ là mấy giờ này nhỉ? 5 giờ đó. Ô 5 giờ mà còn tối thế. Tôi có thể nghe tiếng gà gáy ở bên dưới luôn đó mọi người. Ok bây giờ mình vẫn phải tiếp tục thôi. Thế là đến một clip. Mình đã thả tim hầu hết. Mình sợ là mình sẽ sót nên là mình không nói là 100% nha. Nhưng mà là hầu hết. Đây nè. Phải like cho bản thân một cái đã. Rồi bây giờ đến clip 3 giờ 7 phút ở sân bay Tân Sơn Nhất. Like này. Rồi tiếp tục mới nhất xếp trước. Rồi tim thôi. Sáng à? Ờ. Ngủ 2 tiếng à? 2 tiếng à? Nói chuẩn bị stream rồi thì trả lời comment tiếp. Vậy là mình đã trả lời xong comment của clip thử thách khám phá sân bay lúc 3 giờ sáng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu stream công việc của mình. Rồi à, cũng đồng nghĩa... Ê! Cũng à, vừa... Bây giờ mình sẽ bắt đầu stream và trả lời comment của video tiếp theo là nhật ký đi ăn nha. Stream xong mình sẽ bắt đầu à. Bây giờ mình stream xong rồi thì mình sẽ bắt đầu tiếp công việc của mình, thử thách của mình đó là trả lời comment. Bây giờ tới cái clip thứ 3 rồi nè. Quên mất là mình mới qua thức trả lời trả tim comment xong rồi stream tới giờ luôn chưa ăn được cái gì nữa. Chắc tôi phải đi ăn cái đã nha. Trời mình quên mất cái thời gian nó cứ trôi qua thôi. Ăn cái rồi vô trả lời tiếp nè.
Ê, trời cũng đã tối rồi thì bây giờ mình đã trả lời được Kha Khá comment rồi, Thả Tim Kha Khá comment rồi. Hiện tại là mình đang ở video chơi ngu cắt máy này, mặc cái máy này. Đấy, mình đang ở cái video chơi ngu cắt máy này, mình trả lời được phần nữa rồi. Thì mình còn cỡ 6 clip nữa là xong rồi. Cố lên. Thời gian bây giờ là 10 giờ 11 giờ rồi. Chỉ còn cỡ 3 tiếng, 4 đến 3 tiếng nữa là hết thời gian thử thách rồi. Cố lên nào. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bây giờ đã 4 giờ rồi, qua khỏi 24 tiếng rồi nhưng tôi vẫn còn một video clip chưa trả lời comment kịp, đó là video clip cuối cùng luôn. Trời ơi, chỉ còn có 472 nhận xét nữa thôi, bạn tin không? Trời ơi, chỉ còn 472 nhận xét nữa thôi là tôi hoàn thành thử thách rồi, mà cuối cùng là tôi đã không hoàn thành thử thách được rồi. Mà không sao, dù sao thì tôi đã thả tim hết các comment clip của 2 tuần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua và comment góp ý cho mình về video clip của mình rất nhiều. Mình làm video clip này cũng mong là các bạn sẽ hiểu được cho tụi mình, những người làm YouTuber và nói chung là những người làm về giải trí trên mạng, thì hiểu được là công việc của tụi mình thật ra nó cũng không có rảnh như các bạn tưởng đâu. Nên là cái thời gian mà trả lời comment hay là like, thả tim comment của từng viewer á, nó cũng không phải là chuyện dễ. Ban đầu mình cũng nghĩ nó dễ không? Tại vì mình mới có bao nhiêu? Gần 200k sub thôi. Nói chung là mình cũng là một dạng mới thôi mà mình nghĩ là dễ. So với mấy người 1 triệu sub thì không biết là khó đến mức nào nữa. Tại vì lúc đó comment của họ thì sub của họ gấp 5, gấp 10 lần tôi, thì cái comment cũng gấp 5, gấp 10 lần tôi ha. Tôi nghĩ vậy. Thì đó, thì họ không thể nào mà trả lời và thả tim hết được, vì thời gian họ còn phải làm clip cho các bạn xem, quay clip cho các bạn xem, làm clip cho các bạn xem và những công việc bổ trợ khác nữa. Mình chỉ mong các bạn biết là tụi mình luôn cố gắng có thể đền đáp lại cái tình cảm các bạn dành cho tôi bằng cái việc trả lời comment hay thả tim. Nói chung là làm hết sức có thể, mong các bạn hiểu cho tụi mình nha. Và sau này nếu mà mình có thôi nha, nó có thể, nó là sau này mình có thể bận đến độ không thể trả lời comment của video clip, thì mong các bạn cũng sẽ hiểu cho mình và công việc của mình nó không cho phép, chứ không phải là mình không muốn nha. Và bây giờ cái clip cuối cùng này mình sẽ cố gắng thả tim hết để bắt đầu ngày mai mình sẽ post video clip mới lên. Nhớ là subscribe MTV nha, nhớ nha. Sayonara.